Kính thưa Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, Giám mục Giáo phận Phan Thiết. Kính thưa Đức Tổng Giám mục Marek Zarewski, đại diện Đức Thánh cha tại Việt Nam. Kính thưa quý Đức cha, các vị khách quý và đặc biệt kính thưa quý cha, quý phó tế Dũng Sinh và tu sĩ cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa Giáo phận Phan Thiết. Ngày hôm nay, Hội đồng Giám mục Việt Nam rất là vui mừng hiện diện tại đây để cùng với Giáo phận Phan Thiết cử hành lễ tạ ơn mừng Kim Khánh thành lập Giáo phận. Làm sao mà chúng ta lại không vui mừng tạ ơn Chúa về chặng đường 50 năm đã đi qua? Giáo phận Phan Thiết vừa mới được thành lập ngày 30 tháng 1 năm 1975, thì ngay sau đó đất nước Việt Nam đã bước vào thời kỳ mới, thể chế mới với biết bao nhiêu khó khăn về chính trị, kinh tế, xã hội và tôn giáo. Lịch sử giáo phận mới chỉ có 50 năm mà một nửa chặng đường thời gian đầu tiên đã phải chịu những giới hạn về sinh hoạt tôn giáo, không chủng viện, không phong chức linh mục, không có sinh hoạt nào khác ngoài thánh lễ và dạy giáo lý trong nhà thờ. Chỉ từ khi đất nước đổi mới, tức là chỉ mới 30 năm gần đây, giáo phận mới thực sự bắt đầu phát triển và đạt được những tăng trưởng lớn lao. Khi mới thành lập, giáo phận Phan Thiết chỉ có 50 linh mục phục vụ 77.000 tín hữu. Đến nay thì Phan Thiết đã có 192 linh mục giáo phận phục vụ 192.112 tín hữu trong 102 giáo xứ, có trên 100 chủng sinh, gần 1.000 nam nữ tu sĩ giáo phận và 100 tu sĩ dòng giáo hoàng, 1.384 giáo lý viên và hàng năm có trên 1.000 anh chị em tân tòng. Chính trung tâm hành hương Thánh Mẫu Đức Mẹ Tà Bao này là một minh chứng cụ thể cho sự phát triển của giáo phận trong bối cảnh đất nước đổi mới. Chắc hẳn tất cả chúng ta còn nhớ, cách đây 25 năm, mấy người biết đến Tà Bao hẻo lánh này. Đây chỉ là đồi núi, đồng ruộng, dân cư thưa thớt, và ai muốn đến đây cầu nguyện với Đức Mẹ thì cũng phải hết sức thận trọng, kẻo bị cấm cản. Chắc hẳn chúng ta còn nhớ những kỷ niệm ấy. Cách đây khoảng 8 năm, Tà Bao đã bắt đầu được xây dựng rồi, nhưng còn đang trong tình trạng khiêm tốn, sơ sài. Trong cái ngày khởi công xây dựng trung tâm Đức Mẹ Núi Cúi của giáo phận Xuân Lộc, khi nhìn thấy quy hoạch hoành tráng, vĩ đại của Núi Cúi Xuân Lộc, thì có người đã ứng khẩu thốt lên thế này: "Hôm nay Núi Cúi khai trương, Tà Bao khóc lóc thảm thương vô bờ." Nói vậy thôi, nhưng mà người Công giáo Việt Nam vốn kính mến Đức Mẹ, chỗ nào có Đức Mẹ là tìm tới để kính viếng và cầu nguyện. Tà Bao nay đã trở thành một điểm hành hương nổi tiếng. Vào ngày 12, 13 hàng tháng, cả chục ngàn người về đây cầu nguyện và hiệp dâng thánh lễ dưới bóng Đức Mẹ Tà Bao. Người trong nước cũng như Việt Kiều, người Công giáo cũng như anh chị em không Công giáo. Chúng tôi chúc mừng Đức cha và toàn thể giáo phận. Sở dĩ có được sự phát triển như ngày hôm nay, đó là vì giáo phận Phan Thiết đã được xây dựng trên sự hiệp thông. Hiệp thông với Chúa bằng đời sống nội tâm sâu xa, hiệp thông giữa các thành phần dân Chúa qua lối sống hiệp hành của đường hướng đã được đề ra trong Thượng Hội đồng Giáo mục Thế giới, và hiệp thông với mọi thành phần xã hội, với anh chị em đồng bào không cùng niềm tin tôn giáo qua việc kiến tạo tình liên đới, huynh đệ và hợp tác. Với đời sống đức tin và đức ái của dân Chúa, với sự tích cực dấn thân phục vụ tha nhân, nhất là những người nghèo khổ,
với tinh thần đối thoại và yêu thương mọi thành phần trong xã hội. Lịch sử 50 năm của giáo phận đã trở thành chứng từ cho vẻ đẹp của tin mừng và là một chứng từ đáng tin để hôm nay giáo phận Phan Thiết thu hoạch nhiều hoa trái ngọt ngào. Chúng tôi cầu chúc cho giáo phận Phan Thiết tiếp tục lên đường theo định hướng của năm thánh, cùng mẹ Maria đón nhận, hiệp thông và loan báo tin mừng. Đức mẹ hiện diện trên đồi cao, âm thầm, lặng lẽ, nhưng rực sáng như ngôi sao dẫn đường giáo phận trong công cuộc tân phúc âm hóa. Con đường tương lai cũng chính là con đường mà giáo phận đã và đang đi. Chúng tôi cầu chúc anh chị em trong đại gia đình giáo phận Phan Thiết trở thành những người môn đệ đáng tin của Đức Kitô để làm lan tỏa tình thương cứu độ đến cho mọi người. Xin chúc mừng. Xin cộng đoàn vỗ tay thật lớn cảm ơn những tâm tình và lời chúc mừng của Đức Tổng Giuse.